Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về tiêu khát. Phần bài thuốc là Quỳnh Kỳ Thang. Chư khác xanh can địa nhị tiền quần cây phục thành thiên ngoa phấn mặt đông cát nhức tiền ngủ
vị tử cam thảo cát ngũ phanh hỗn tỏa tác nhất thiếp thủy tiễn phục trực chỉ xuất xứ từ sách trực chỉ. Mình xin đọc lại một lần. Huỳnh kỳ thang là thang thuốc có tên là huỳnh kỳ, đó là một bài thuốc cổ phương. Trị chư khác, trị các loại bệnh khác. Sanh can địa huỳnh nhị tiền, huỳnh kỳ phục thần. Thiên hoa phấn mạch môn mạch đông các nhất tiền đều một tiền ngũ vị tử cam thảo các ngũ phân đều một phân hữu tỏ tác những vị bên phải khỏa trọn đều nhất thiếp là dùng nước xăm sắp thủy tiễn phục nấu nước lên mà uống. Chào tạm biệt các bạn.